Ngày xưa ở một ngôi làng thì có một gia đình nhỏ và có hai chị em là Tấm và Cám. Thì không may thì người cha mất sớm và nàng Tấm thì phải ở chung với mụ dì ghẻ. Mà mụ dì ghẻ thì ác độc và rất là kiểu không thương nàng Tấm và hay hành hạ nàng. Sau đây là một phân cảnh của vở kịch câu chuyện đó, thì mời bạn vô diễn. Bóng bóng bang bang lên ăn cơm vàng, cơm bạc nhờ ta chớ ăn cơm hẩm cháo hoa nhà người. Bóng bóng bang bang. Chị Cám, chị đang làm cái gì đó? Chị đâu có làm cái gì đâu em. Rõ ràng em thấy chị gãi cái gì xuống giếng mà. Oh no. Chị đâu có gãi cái gì đâu. Rồi mẹ giao cho chị công việc nhà rồi đó, chị làm xong chưa mà chị đứng đây? Rửa chén nè, giặt đồ, cho Châu ăn. Chị làm hết luôn. Chị làm hết rồi. Vậy sao nãy em đi ngang con trâu á, nó còn kêu là đói nữa đó. Nãy em đi ngang đó, nó còn nói gì nè? Chị Cám ơi, chị Cám, em đói bụng quá chị Cám ơi. Đó, chị nghe nó nói chưa? Chị sáng cũng có dắt nó đi ăn rồi mà. Vậy để em dắt nó vô cho chị coi. Đi vô đây, đi vô đây, đi vô đây. Châu ơi, con còn đói không Châu? Đó, chị nghe nó nói gì chưa? Vậy để chị dắt nó đi ăn. Nhanh lên, đi nhanh. Mẹ ơi, mẹ. Mẹ nghe nè con gái. Mẹ ơi, hồi nãy á con thấy chị Cám á cầm cái cơm á, chị gãi xuống giếng làm cái gì với mẹ? Trời ơi, cái con này nó gãi cơm xuống giếng làm gì trời? Không có dưới giếng có cái gì hả con? Để mẹ con mình lấy cơm xuống gãi xuống đó thử với mẹ. Con lấy liền đi. Dạ. Ủa sao kỳ vậy mẹ? Nãy con thấy có cái con cá nào đó nó nổi lên. Mẹ cũng đâu thấy gì đâu con. Vậy để con quên gì không đó. Vậy để con bắt nó. Trời ơi, nói nè mẹ, nói nè mẹ. Hay là mình đem nó ra mình kho tiêu đi mẹ. Rồi rồi, tới công chuyện này. Đi, để mẹ đem nó vô nhà liền. Dạ. Và buổi chiều thì Tấm và Châu đi về, phát hiện ra chiếc cá bóng của mình nó không còn nữa. Bóng bóng mang mang lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta chứ ăn cơm hầm cháo hoa nhà người. Bóng ơi, bóng ơi, bóng đâu rồi? Cái tao đâu rồi? Bóng ơi, đuôi tới mình kìa. Bóng ơi, bóng đâu rồi? Em có thấy con bóng của chị không? Con cá gì? Con cá gì vậy con gái? Nãy giờ em có thấy con cá gì đâu? Con cá con nuôi ở dưới. À, cái con cá nhỏ nhỏ đó hả? Em với mẹ bắt kho tiêu rồi. Chị đừng có kiếm nữa. Sao mẹ làm vậy? Mẹ có làm gì đâu con, có con cá con cũng tiết kiệm với mẹ đó hả? Đúng rồi đó, nuôi chị mà lớn đó, chị có con cá à, chị cũng tiết với mẹ nữa hả? Nhưng mà nó là bạn của con. Hả? Bạn gì? Biết bao nhiêu con cá ngoài ruộng đó, sao chị không đi bắt đi? Sao con nuôi con cá trong cái giếng đó? Nhưng mà nó là bạn của con mà mẹ. Bây giờ nó đâu rồi mẹ? Bây giờ mẹ ăn rồi, mẹ giục xương nó ngoài đồng rồi. Mẹ giục, mẹ với em giục xương nó ngoài vườn á. Giờ chị giỏi thì chị ra ngoài chị kiếm đi. Linh Cảm chở hành Tấm và Linh Sóc và Bột Thị lên.
cho hỏi tại sao con khóc. Dạ mẹ và em đã ăn hết con cá của con. Ý rằng hồi là tao thầm cái cá mà con nuôi. Trời ơi, thật là ác độc. Vậy bây giờ con muốn ta giúp con làm sao? Trả con cá lại cho con. Việc trả con cá lại cho con thật sự là quá khó. Tại vì một sinh linh nó mất đi tính mạng thì không thể nào hồi phục lại được. Ta sẽ giúp con bằng một cách khác. Bây giờ con hãy kiếm cho bốn cái hũ, sau đó lấy xương cá bỏ vào bốn cái hũ đó và chôn ở bốn góc ở sau giường. Vậy nghe con. Dạ. Ta đi đây. Sau đó Tấm làm theo lời ông Bụt và mọi chuyện diễn ra rất là tốt đẹp. Hồi một hôm thằng Thử có đăng tin là mở một cái hội vui chơi cho thường dân để giải trí. Loa, hỏi nhân dân, hoàng tử có một tổ chức một lễ hội rất lớn và tất cả dân hương ghi sẽ được tham gia. Loa. Mẹ ơi, mẹ có nghe gì không vậy mẹ? Mẹ nghe chứ con gái, hoàng thượng đang muốn tiễn vợ đó con. Thôi, vậy mẹ con mình tranh thủ á, dọn đồ lên kinh đi mẹ. Được đó con, dọn đồ liền mới được, kẻo trễ. Mẹ ơi, có lẽ là cho con đi lên chuyện trải hội được không mẹ? Con làm việc nhà xong chưa con? Giặt đồ, rửa chén, nấu cơm con làm rồi hết đúng không con? Giờ mẹ có việc mới cho con nè. Con biết cái này là gì không con? Đúng rồi đó, mẹ trộn đậu trắng với đậu đen lại đó con. Con lựa xong rồi con hái đi. Nghe con. Con nhớ nha con. Nghe em chạy, nghe em chạy. Con mẹ mình đi con đi trước nha con. Đi thôi con. Tắm nhặt một lúc thấy tuổi thân ngồi sóc một mình một cái chuyện ra. Ta lại xuất hiện rồi đây. Cho hỏi tại sao con khóc? Con muốn đi trễ hội. Tại sao con không đi? Mẹ gì bắt con ngồi đây rửa đậu. Hãy ra ngoài vườn và lấy một cái hũ lên đi. Dạ. Con chim, hai con chim. Đào lọ thứ nhất lên được một bộ y phục tuyệt đẹp, đào lọ thứ hai được một đôi giày có đi vừa như in. Lọ thứ ba đào lên thì thấy một con ngựa bé xíu, nhưng vừa đặt ngựa xuống đất nó liền hí lên một tiếng dài thành Lamborghini. Đào lọ cuối cùng lên, Tấm liền thấy một bộ yên cương rất là xinh xắn. Có lẽ mình chỉ giúp con bé tới đây thôi, đã đến lúc mình phải đi rồi. Tấm mừng rỡ. Tấm vào nhà sắm sửa quần áo, sau đó lên ngựa và đi hội. Ngựa ta đâu? Ôi mẹ ơi, quyền cung đẹp quá mà. Rộng lớn thì nghe con, đó giờ mẹ con mình mới đặt chân đến đây. Dạ. Hay là mình qua kia coi thử đi mẹ. Đúng rồi đó con gái. Quá. Mãi vui chơi nên nàng Tắm nó đánh rơi một chiếc này. Và hoàng tử cùng lúc đó cũng đi ngang dạo qua chỗ này và đã nhặt được chiếc hài của nàng Tắm. Thể thao. Ô kia quan tử như có hay quả là một đôi giày tuyệt đẹp. Trên đời này cũng tồn tại một đôi giày đẹp như vậy sao? Hay dám, hãy đi kiếm cho ta người mang vừa đôi giày này. Lúc đó ta sẽ cưới nàng ta làm vợ.
hoàng tử đem chiếc hài về và liền lập tức Triệu Thái Giám đi thông báo cho mọi người là đăng tin tuyển vợ. Loa. Hôm lễ hội có một thiếu nữ đã làm rơi chiếc hài nhí. Và hoàng tử gật thích nó. Và hoàng tử nói rằng ai mang được chiếc hài nhí sẽ trở thành hoàng hậu của người. Và dân thường sẽ được tham gia. Các cô gái liền nghe nô nức đi kéo đi thử giày cầu may và đám hội náo nhiệt không xiết. Mẹ con Cám cũng không bỏ qua cơ hội này, nhanh nhẩu đi thử giày. Mời người đầu tiên. Không, đã vừa rồi. Không vừa. Người tiếp theo. Đừng có ép bản thân mình quá, không có vừa. Vừa chỗ nào? Trời ơi, sao mà nó nhỏ với con? Chắc chắn là con sẽ vừa. Chỗ cho mà. Đừng có chồng gì. Hư nói hài của ngươi ta. Mời ngươi tiếp theo. Tắm bước lên, ướm chân vào giày vừa như in. Có vẻ như là nó là chủ nhân của chiếc hai ní vui. Đúng là nàng thật. Đúng là nàng thật rồi. Quả là một nữ nhân xinh đẹp nhất trong đời. Nàng có đồng ý làm vợ ta không? Tắm bước lên Kiệu với sự ganh ghét của mẹ con nhà Cám. Trời, con tắm nó có thể lại như vậy vậy con? Trong hoàng cung, tắm và vua sống với nhau êm đềm hạnh phúc cho đến một hôm tắm được cho vua cho về thăm mẹ, thăm gia đình. Nè, đáng giá là con phải có cái chức quan hầu đó, tại sao nó lại được? Mẹ cũng không biết nữa con, chẳng ai là âm mưu thủ đoạn gì đấy mà. Bằng mọi cái thì con phải có được cái chức hoàng hậu đó. Để mẹ giúp con, hôm nay là đám dỗ cha con, chị con chắc chắn sẽ về. Thôi chị ta về kìa mẹ. Dạ, chị về. Hôm nay con mới về chỗ ba. Mình con gái yêu trở về. Con hàng hoàng hậu rồi, sống tốt không con? Dạ tốt mẹ. Bữa nay á, là đám giỗ cha con. Mà nhà có cái kiện cao cao á, mẹ với em con leo không được. Không biết con có thể leo giúp mẹ vài, hái vài trái cao không con? Dạ được mẹ. Cô đây nha, để mẹ ra sau nhà mẹ lấy cây dao cho con. Tấm nhân lời trèo lên cây cao. Đến lúc sát cùn thì ở dưới dì ghẻ cầm mấy cưa lẩm cuốc cuốc. Dạ thấy rung chuyển tấm hỏi. Khi mà chị ta trèo lên á thì mình chặt cái cây cho chị ta chết luôn. Chị ơi, trên đó có chiếc cao bự kìa chị. Con chặt được không con? Rồi. Mới xong rồi. Mẹ đâu có làm gì đâu con gái. Tắm chưa kịp xé câu thì cây đã đổ. Tắm lộn cổ xuống ao chết. Mụ gì ghẻ vội vàng lấy quần áo của Tắm cho con mình mặc. Chắc chị ta chết rồi đó mẹ. Để mẹ lấy quần áo của con Tắm cho con mặc nha con. Con gái mẹ thật xinh đẹp. Còn cái xác này mẹ con chúng ta phi tan liền mới được, kiểu quan thấy quan bắt chết. Dạ được ạ.
Từ khi nàng tắm chết chưa không bao giờ không ngừng nghĩ về nàng. Hôm nay có chim vàng á. Nghĩ về nàng và vua cảm thấy rất là buồn chán khi ở trong cung và ông quyết định đi dạo để tìm thú vui bên ngoài. Cái thị bà già. Wow, hương thơm thật dịu dàng làm sao. Giá mài quả thị này rơi vào gió mình. Thị ơi, thị rơi bị bà để bà ngửi chứ bà không ăn. Sau khi bà hàng nước nhặt quả thị về thì bà đã phát hiện ra đó là trong quả thị có một cô nàng xinh đẹp bước ra. Thì từ hôm mà tắm ở với bà hàng nước, hai người yêu thương nhau như mẹ con, ngày ngày tắm giúp bà lão nấu nước thì vẻ đẹp của tắm làm cho quán nước ngày một đông khách. Có những chàng trai cũng ghé vào chiêm ngưỡng nhan sắc của chúng. Một ngày nọ khi vua đi ngang qua chơi thì thấy quán nước bên đường sạch sẽ rồi ghé vào. Bà lão mang chầu nước dân vua, nhìn thấy miếng chầu vua cảm thấy có chút bồi hồi xao xuyến. Chầu đây, chầu đây. Quay mặt ra. Quay mặt ra. Quay mặt xuống dưới. Ai là người đã hay miếng chầu? Chầu này con gái bà tìm. Đi cho ta con gái bà tìm con. Con ơi. Là nàng cũng không tắm? Vâng. Có phải là nàng không? Dạ. Tại sao nàng lại ra nông nỗi này? Mẹ con cám đã hại thần thiếp. Nàng có đồng ý về lãnh cung với ta một lần nữa không? Nàng có đồng ý về cung với ta một lần nữa không? Đồng ý. Đi luôn. Cám thấy tắm trở về được nhà vua yêu thương và đâm ra bực tức ghen tị khi tắm về cung. Chị ta không bao giờ được nhớ tới mình đâu hé mẹ. Đúng rồi, mẹ con chúng ta đã chôn con tắm ấy ở ngoài đồng. Qua cầu vui. Con nhìn kìa. Tại sao là chị? Sao con tắm nó còn sống? Bất ngờ lắm phải không? Ôi, mẹ ơi, tại sao chị ta lại còn sống được? Mẹ cũng không biết đó con gái à. Rõ ràng là mình đã chôn chị ta sau hè rồi mà. Đây có thể là hồn ma hay chăng? Phải là chính hai mẹ con ngươi đã hại nàng ta để khiến nàng ta rời xa ta trong thời gian đó. Người đâu, đuổi ra khỏi cung. Con, ta mới là hoàng hậu mà. Chúng ta mới là hoàng hậu. Rồi, thấy công chuyện này. Kể từ đó, hai hoàng tử và Cần Tấm đã sống bên nhau hạnh phúc đến hết đời. Dạ, tụi em xin hết. Mời. Xét đánh chết đó. Dạ, xét đã đánh chết nàng Cám.